Hôm nay em sẽ bán con máy này rẻ tiền cho các bác luôn. Rẻ Makino. Makino đây, thông số đây ha. Tí em sẽ soi sau, nhưng con này được cái có tự động bàn. Có tự động bàn là vui rồi. Có tự động bàn là vui rồi nhá. Chiều cao lên xuống được cái con này hành trình rất là cao. Các bác nhìn biết ở đâu hành trình cao không? Cái cổ này này, nó dài. Tít đây này này. Đó. Có con cổ luôn là tới đây á, là cái này nó đụng cái này rồi. Nhưng mà con này cổ dài nó hơn được người ta 2 tấc. Nên là có được hành trình cao. Zin nguyên bản từ Nhật về, điện 200V AC. Con này em sẽ bán thanh lý giá rẻ nhá, hiệu Makino. Có xoay độ ở đây nhá, xoay độ ở đây. Đấy. Hiệu Makino. Ở trên này nó có tự động bước tiến nhá. Tự động bước tiến này. Đó. Ở trên máy có cái gì? Các bác lấy cái đó nhá. Ở đây là có tự động nhá. Yên tâm. Đầu côn BT40, đầu côn AT40 nhá. AT40 dành cho đầu phay. Hành trình 8 phân nhá. Đây hành trình 8 phân. Là tự động đầu xuống được 8 phân ha. Đấy, còn tốc độ số ở trên này nhá là 250 225 vòng phút là tốc độ nhỏ nhất nhá. Tốc độ lớn nhất là 4000 vòng phút nhá. Đấy, tốc độ 4000 vòng phút. Em bán con này giá rẻ cho các bác luôn. Đây. Thông số 240 bề ngang. Chiều dài của bàn sản phẩm ấy, chiều dài của bàn là con này 1000 gần, đây là đo đây là 1m1 nhá. 1m1 nhá. Thì ở đây nó có là 1m70 là trong thịt này. 1m70 trong thịt. Còn 1m1 là phổ bì ở ngoài ha. Đấy. Thì các bác muốn biết là cái hành trình nó chạy được bao nhiêu ấy, thì bây giờ em phải soi đây. Đây. Cái chốt này là một cái chốt này. Cái chốt này là hai chốt này. Hai cái chốt này thể hiện là chốt này là giới hạn hành trình cuối, chốt này giới hạn hành trình đầu. Nghĩa là em sẽ đo cái sản phẩm cho các bác luôn. Đo từ cái chốt này sang chốt này ha. Nó được là 650. 650 là cái phay được cái sản phẩm ha. Đó, còn chiều này á nó là được 240. Và bây giờ em sẽ đo này, cái hành trình hầu của nó này. Hầu cao nhá, đây. Từ mặt bàn dưới mà lên tới đây ấy, là 470. Lên tới lắp dao là 470. 470 mà còn tới được đây ấy, thì nó chỉ có là 350 thôi. Đấy, tới được cái đầu phay là 350. Thì 470 nhá. Bây giờ em cứ tính là 350 này. Rồi 350 rồi, ok ha. Em sẽ cộng thêm ở dưới đáy này ha. Đây hành trình đụng. Hành trình đụng. Từ từ, ở đây. Em sẽ quay cái hành trình đụng đây. Hành trình đụng đây. Được 90 nữa. Tức là con này á, nó mà hành trình đụng được là được được 4 tấc 4 tấc 4 á, chiều cao á. 4 tấc 4 chứ quá ha. 4 tấc 4 là đụng cái hành trình đụng là của chiều cao, là sản phẩm phay được nhá. Chứ còn nếu mà em chưa tính phần này nhá. Đấy, chưa tính phần này. Đấy là 4 tấc 4 là sản phẩm phay được. Đấy, hiệu Makino. Em bán nguyên trạng cho bác về tự chạy nhá. Em không có thời gian nhiều đâu. Đấy, số 25 vòng phút à. Số lớn nhất 650 vòng phút à. Đấy, motor này tự động bàn nhá. Nghĩa là nó tự động được bàn X qua lại. Bàn Z này cũng có tự động nhá. Bàn Z này tự động này, tự động cái đầu này. Đấy. Và bàn Y. Bàn Y là phải quay tay nhá, Zazo. Đấy. Thì đây, bằng cách này ha. Đấy ha. Ok. Đây, đầu bên này còn mới toang luôn ha. Đấy, công nhập về nó có mới toang luôn ha. À, cái này là cái tay quay đầu ha. Nó sẽ có hai cái. Muốn quay bên nào thì quay ha. Rồi, cảm ơn các bác nhiều.